Nhìn Hỏa Liên này biết cao thủ này xem nào. Hỏa Liên này. Phật nộ Hỏa Liên này. Hỏa Liên đăng rồi này. Hỏa Liên Liên trùng 28 202. Áo ngon nhỉ, 6 dòng thôi nhưng mà rất ngon đấy. Hỏa bỏ hỏa này. Đấy, một số ông bảo là Tiêu Dao sao lại cầm thương mới cầm gậy cái bang với lại cầm trượng thiếu lâm hay là cầm khuyên ấy. Thì cái lý do là thường là chúng nó lấy giảm tốc và tất cả thần khí trong 19 trừ cái à không, cái khuyên thương này, thương này, trượng thiếu lâm này, trượng bổng cái bang này, khuyên này, để có cái xác suất ra hỏa chứ không phải là nó giống như 105. 105 ấy thì cái của Minh Giáo vẫn có xác suất ra hỏa, hỏa bỏ hỏa, cái quà cũng có, nhưng cái khuyên thì chỉ có nguyên băng thôi. Mà khi lên 119 thì mấy cái đấy nó có xác suất ra hỏa. Tuy nhiên này cũng ghê đấy. Này, hỏa 165, 165. Cắt kiểu tóc cũng ngầu lòi đấy. Nhìn này thôi, nhưng mà thực lực bên trong thì không biết được. Ok.